Trong 9 tháng năm 2024, tình hình kinh tế xã hội của Đắk Lắk tiếp tục duy trì phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều có mức tăng trưởng khá. Trong đó, nông nghiệp được coi là điểm sáng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Theo đó, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực đã được xuất khẩu chính ngạch, thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Trong đó có 13 mặt hàng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Nhiều sản phẩm được các nhà phân phối của Hàn Quốc, Trung Quốc đưa vào kênh bán hàng lớn. Điều này đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 1.440 triệu đô la, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 90% kế hoạch năm 2024. Cùng với dấu ấn trong phát triển nông nghiệp, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn cũng đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, tỉnh đã giải ngân hơn 2.000 tỷ đồng trên tổng số 4.469 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch, đứng đầu khu vực Tây Nguyên và đứng thứ 13 toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công.